mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Võ. Hôm nay thì Bằng đang có mặt ở biển Laguna, cách trung tâm của quận Cam cỡ khoảng 20 mai. Ở đây là vừa có bãi biển và vừa có trail luôn, nên là tụi mình sẽ đi bộ ở đây. Con cua mà sợ ngông gì. Rồi, nghỉ ngơi xíu đi. Ray xin chào cô chú, xin chào các bạn. Ở đây có rắn nha anh chị. Hồi nãy tụi em vừa mới gặp con rắn y chang vậy nè. Con đi. Dạ đợi ba nè. Qua đây. Qua đó đào với ba gì con. Đi theo ba, đi theo ba. Nó cũng đào kìa, nó cũng đào kìa ba. Ừ đúng rồi, giỏi chưa. Nè, cho con cá nè.
chai nước kìa. Ủa, lấy chai nước nào? Chai nước của con hả? Để bà rửa tay cái bà vô lấy nước trong bên đây để mà lấy cầm cầm. Lạnh quá hả? Nước biển lạnh quá. Có ra nhúng cái không? Nước thấm vô người á, lạnh.